Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị dự án mới nhất 4 căn nhà thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với 4 căn nhà này thì đã bán 2 căn, chỉ còn 2 căn với cái diện tích từ 30 cho tới 37 m2. Thiết kế và xây dựng là 5 tầng, ngõ thực tế trước nhà đây mọi người ạ. Ngõ thực tế trước nhà 2m, cách với lại đường ô tô đi lại nó khoảng tầm 100m. Và mời quý vị theo chân Ngọc Ánh vào khám phá cụ thể căn nhà. Căn nhà Ngọc Ánh quay cho quý vị là một trong hai căn còn lại thì nó có hai diện tích. Diện tích một căn 30m và cái căn này thì là 37m. Thì sẽ quay cho quý vị căn 37m này, thiết kế với phần cửa chính hai lớp cửa, bên ngoài là lớp cửa cuốn điện, bên trong là lớp cửa gỗ kính. Diện tích 37m2, thiết kế rất là hợp lý, đi lại rất là thuận tiện. Từ vị trí ngôi nhà này gần với lại bể bơi La Khê này, gần với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, giao thông đi lại thuận tiện. Giá bán Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Đây là cái phần phòng khách của ngôi nhà, toàn bộ phần phòng khách chủ nhà ốp toàn bộ cái đá tấm đá PVC giả đá cho mọi người, tấm nhựa nhé mọi người. Thì là với cái thiết kế công năng, nói chung là vị trí, rồi là thiết kế và cái vị trí đi lại nó cả cái phù hợp với quý vị. Từng quý vị về cái phần giá thì để dưới phần miêu tả cho quý vị có thể cân đối xem cái quãng đường đi, cái giá cả nó có phù hợp với gia đình mình hay không. Đây là cái phần phòng khách tương đối là rộng, thiết kế hợp lý mọi người ạ. Và đây là phần phòng bếp của ngôi nhà, với diện tích sử dụng rộng cho nên thiết kế rất là hài hòa. Phần không gian phòng bếp đây, toàn bộ phần tủ bếp hoàn thiện xong hết cho quý vị. Về tủ bếp này, hệ thống trần thạch cao, tất cả các phòng cũng như là cái màu sơn chủ đạo của ngôi nhà là màu trắng. Xung quanh bếp thì ốp kính ốp bếp, mặt bếp thì ốp đá granite. Từ vị trí này thì rất là phù hợp với quý vị đi làm ở Hà Đông, đi làm theo trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, đi theo cái tuyến đường đi ra thiên đường Bảo Sơn, hoặc là quý vị đi Lê Văn Lương kéo dài cũng rất là hợp lý. Và với cái thiết kế không gian phòng bếp, ở đây có một cái ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống không gian phòng bếp và các phòng ngủ ở phía bên trong quý vị nhé. Đó, đứng từ phía phần phòng bếp mà hướng ra phần phòng khách rất là rộng mọi người ạ. Ngoài ra phần tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh đáp ứng phần sử dụng ở phía dưới tầng 1 cho quý vị, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa và hệ thống máy bơm. Nước tổng lên trên 5 tầng sử dụng của ngôi nhà. Với thiết kế 5 tầng hợp lý, tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá đen cục trắng. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá các tầng phía trên của ngôi nhà. Trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế cho quý vị công năng sử dụng như sau, gồm một phòng ngủ rất rộng. Ngoài ra căn nhà này tương đối có cái đặc biệt ở trên phía tầng 2 là đây. Đây mọi người ạ, phòng vệ sinh siêu rộng rãi với cái ngôi nhà này, riêng ngôi nhà này nha quý vị, và dành riêng cho chủ đầu tư này. Thì đây mọi người có thể nhìn thực tế luôn, hệ thống sen cây tắm, bồn cầu liền khối, và đây bồn tắm, lavabo, cửa sổ thông thoáng. Đến cửa nhà vệ sinh cũng thiết kế là cửa nhựa composite mọi người nhá. Đấy, siêu rộng. Và đây là phần phòng ngủ ạ. Với phần phòng ngủ này thì đây mọi người có thể nhìn đây, rất là rộng. Được thiết kế sàn gỗ, phòng ngủ rộng rãi, cửa sổ thông thoáng, có ban công mở hướng ra phía bên ngoài. Xung quanh vị trí này dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện, gần với lại chung cư The Pride Hải Phát, gần với trục đường Lê Trọng Tấn Hà Đông, gần với trục đường Lê Văn Lương kéo dài. Nói chung là với cái vị trí này thì ngoài đã chia sẻ rồi, thuộc phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, gần với trung tâm hành chính quận. Nói chung là từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới trung tâm Hà Đông thì nó chỉ khoảng tầm 3 phút đi xe máy thôi. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 3 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 3 của ngôi nhà thưa quý vị. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế thì từ tầng 1, tầng 2, tầng 3, tầng 4, tầng 5 cầu thang ở giữa, cho nên tầng 3 thiết kế công năng sử dụng hai phòng ngủ, thoáng trước, thoáng sau. Đây, cái phần ô giếng trời mà Ngọc Ánh chia sẻ từ phía dưới tầng 1 ở chỗ phần không gian bếp ấy, cho quý vị có thể nhìn thực tế đây. Tất cả các phòng ngủ phía bên trong đều có cửa sổ lấy bởi cái ô giếng trời này, rất là thoáng. Đây là phòng ngủ phía bên ngoài. Đây,
phòng ngủ phía bên ngoài. Xung quanh thì khu dân cư đông đúc rồi. Với vị trí này thì không phải nghĩ luôn mọi người ạ. Rất là thuận tiện. Đây là phần phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh ở tầng 3 đây. Sử dụng như này mọi người ạ. Trên phía tầng 3, tầng 4 thiết kế hai phòng ngủ. Mời quý vị theo em lên tầng 4 của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 4 của ngôi nhà. Như vậy với ngôi nhà này, lên trên phía tầng 4 là có 5 phòng riêng, tầng 2 một phòng, tầng 3, tầng 4 mỗi một tầng 2 phòng thực tế. Ngoài quay review cho quý vị từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, đứng từ vị trí trung tâm này, quý vị có thể nhìn thấy chung cư The Bright Hải Phát này, The Capac này, đấy, đi lại thuận tiện. Phòng vệ sinh sử dụng ở tầng 4 này. Nói chung công năng sử dụng của mỗi tầng đều đáp ứng được cái nhu cầu sử dụng của mỗi hộ gia đình theo từng tầng. Đó. Phòng ngủ trong phía đây. Tầng 4. Này. 5 phòng riêng tính đến lên trên phía tầng 4. Vậy thì tầng 5 thiết kế ra sao? Mời quý vị theo Trần Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và đây là phần tầng 5 của ngôi nhà với một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, ở trên đây thì chủ nhà thiết kế cho quý vị công năng hai sân phơi trước và sau. Đây. Hai sân phơi trước, sau. Rất là thoáng. Giá bán thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể hơn nữa về vị trí ngôi nhà này, vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.